Vâng, trước hết thì tôi cũng xin rất là chia sẻ với bạn Ngọc Anh, vì người người thân của bạn 61 tuổi đã bị cái ung thư trực tràng thấp mà phải xạ trị trước, xong rồi phẫu thuật, sau đó lại điều trị hóa chất. Thế thì những người làm chuyên môn như chúng tôi thì chúng tôi hiểu ngay là vấn đề đây là giai đoạn bệnh cũng là từ T3 và hoặc N1 trở lên, tức là phải hóa xạ để cho nó giảm cái giai đoạn xuống, và bác sĩ đã phẫu thuật để bảo tồn cái cơ thắt hậu môn cho bạn, sau đó lại điều trị hóa chất theo là đúng theo phác đồ. Thế và bạn có nói sau khi mổ được một thời gian thì có triệu chứng là có biểu hiện của một cái giò trực tràng âm đạo, và sau đấy thì phải làm hậu môn nhân tạo và điều trị tiếp. Một thời gian sau thì lại xuất hiện, như vậy là đi lại khó khăn và dò cả nước qua hậu môn, tức là qua hậu môn cũ của mình đấy. Thì chúng tôi hình dung ra vấn đề là nó có mấy cái điểm như này. Một là trong cái theo cái tiến triển của cái ung thư tại tại chỗ, tại vùng của bạn, có thể là nó tiến triển, nó đã gây ra như vậy có vấn đề vào cả bằng quang hoặc là đường tiết niệu, và có thể nó đã tiến triển tại chỗ và đến cái vùng khớp háng, thì rồi là vùng cùng cụt để khiến cho bạn đi lại nó khó khăn. Thì với những trường hợp biểu hiện như của bạn, chúng tôi khuyên bạn là nên đến bệnh viện chuyên khoa, có thể đến bệnh viện Ung Biếu địa phương hoặc là trực tiếp có thể đến bệnh viện ca chúng tôi để các chuyên gia có thể làm những công việc để làm thăm khám một cách tổng thể và phối hợp nhiều chuyên khoa để có một cái chẩn đoán cuối cùng, để có hướng có thể điều trị tiếp theo để cho bạn. Ví dụ như có thể là phải soi kiểm tra lại cái trực tràng để kiểm tra lại cái miệng nối, rồi là chụp cộng hưởng từ để xem nó tổn thương tại chỗ, nó tiến triển, nó xâm lấn vào các tổ chức xung quanh ra làm sao. Rồi cũng có thể phải soi kiểm tra cái bằng quang để xem nó có dò vào đường tiêu hóa, và một số những cái thăm dò toàn thân, chuẩn đoán hình ảnh toàn thân khác nếu cần thiết thì bác sĩ sẽ chỉ định, để có một cái chẩn đoán cuối cùng và có một cái kế hoạch điều trị tiếp theo cho bạn. Và hy vọng là bạn sẽ cải thiện được phần nào những cái lo lắng của bạn.